30 bức ảnh xuất hiện trong tang lễ Phi Nhung tại Mỹ, hé lộ tâm nguyện cuối cùng. Nghe tâm nguyện cuối của Phi Nhung trước khi qua đời, ai nấy đều không khỏi xúc động. Lúc sinh thời, Phi Nhung nổi tiếng là một trong những nghệ sĩ chăm làm từ thiện nhất nhì V-Biz. Sau khi qua đời, những hoạt động thiện nguyện của cô vẫn tiếp tục được duy trì nhờ người thân. Mạnh Quỳnh nghẹn ngào trong tang lễ của Phi Nhung, có người nói Nhung bỏ Wendy mà đi nuôi người khác, sai lầm. Cũng trong tang lễ tại Mỹ diễn ra vào rạng sáng ngày 13 tháng 10 theo giờ Việt Nam, MC đã bất ngờ tiết lộ di nguyện cuối của Phi Nhung trước khi qua đời. Theo đó, cố nghệ sĩ mong muốn xây dựng một trường học dạy Việt ngữ tại Mỹ để các trẻ em có gốc gác Việt Nam vẫn có thể theo học tiếng mẹ đẻ. Tiền phúng điếu trong tang lễ cũng sẽ được trao gửi cho Wendy Phạm để quyên góp vào các công trình từ thiện theo ước nguyện của Phi Nhung. Ngoài ra, lễ tang có sự xuất hiện của 30 bức ảnh Phi Nhung, được gắn trên các vòng hoa. Những tấm hình này sẽ được gửi về các khán giả, người thân có mong muốn quyên góp từ thiện để xây dựng trường học, giúp đỡ các mảnh đời khó khăn. Những bức ảnh của Phi Nhung trong tang lễ sẽ được gửi đến các nhà hảo tâm khi họ quyên góp và mong muốn được đem về làm kỷ niệm. Có tổng cộng 30 bức ảnh được đặt trong tang lễ. Số tiền phúng điếu trong tang lễ cũng sẽ được quyên góp làm từ thiện. Con gái Phi Nhung thất thần ôm cho cốt mẹ, xót xa cảnh cháu trai buồn bã chịu tang bà ngoại. Đây là điều nghệ sĩ Hoài Linh đã âm thầm làm trong tang lễ cố ca sĩ Phi Nhung ở Mỹ, một chi tiết gây xúc động mạnh. Tang lễ cố ca sĩ Phi Nhung ở Mỹ, Việt Hương khóc nức nở trong vòng tay Wendy Phạm, vợ cố nghệ sĩ Chí Tài cùng nhiều sao Việt khóc nghẹn tiễn đưa. Lúc sinh thời, Phi Nhung là nghệ sĩ V-Biz rất chăm làm từ thiện. Việt Hương dáng gồng không khóc nhưng nước mắt ứa như mưa, tự trách bản thân một việc liên quan đến Phi Nhung. Việt Hương tiết lộ vào khoảnh khắc nằm trên giường bệnh, Phi Nhung chỉ muốn ăn món ăn vô cùng giản dị. Điều đó khiến cô bật khóc. Phi Nhung ra đi, người đau lòng nhất lúc này ngoài người thân có lẽ còn có Việt Hương. Bởi lẽ lúc sinh thời, cả hai là đôi bạn thân thiết từng đồng hành cùng nhau trong nhiều chuyến lưu diễn và cả cuộc sống đời thường. Sau khi Phi Nhung qua đời, Việt Hương không quản ngại khó khăn để đưa tiễn cho cốt người bạn từ Việt Nam sang đất Mỹ xa xôi. 30 bức ảnh xuất hiện trong tang lễ Phi Nhung tại Mỹ, hé lộ tâm nguyện cuối cùng. Có mặt tại lễ tang của Phi Nhung tại Mỹ, được diễn ra vào rạng sáng ngày 13 tháng 10 theo giờ Việt Nam, Việt Hương đã có những giây phút nghẹn ngào nói không thành lời. Việt Hương tự trách bản thân vì đã từ chối chuyến bay sang Mỹ để làm từ thiện, cũng vì thế mà Phi Nhung không đi và ở lại Việt Nam mãi mãi. Trên sóng Livestream, Việt Hương bật khóc trong vòng tay con gái Phi Nhung và bộc bạch, quý vị có biết giờ này sao Việt Hương mới xuất hiện không, tại Hương dáng gồng. Hương gồng để Hương không có khóc, Hương tới đây nhìn thấy đồng nghiệp, thấy tất cả khán giả tới đây yêu mến chị Nhung, Hương lại khóc và cố gắng sẽ nói tốt nhất. Hương muốn Wendy đứng kế vì cả một hành trình, hai cô cháu đã có những tin nhắn trong vòng một tháng khi Phi Nhung ở Chợ Giấy, 6:18 mỗi sáng và mỗi buổi tối. Lúc đó là 4 giờ sáng của Wendy sẽ được ekip thông báo về sức khỏe. Phi Nhung vào tới Chợ Giấy thì mỗi một ngày đối với Việt Hương, mỗi một ngày cầu nguyện và ăn không được, Việt Hương sợ. Mỗi ngày đều phải nghe hai lần về tin tức, trong lúc giữa chừng có những tin khác nữa thì phải gọi Wendy dậy để coi con có đồng ý không. Việt Hương nghĩ là giọng nói của Việt Hương rất đặc biệt, để đem niềm vui đến mọi người mà giờ những câu nói nó nặng nề vô cùng. Tất cả lời Wendy truyền cho tôi. Quý vị không biết được cảm giác nó nặng nề lắm đâu, lời nói của tôi có thể khiến Phi Nhung tốt hơn, hoặc tệ đi. Tới khi về đến đây, khi gặp được Wendy, gặp được Phi Nhung Việt Hương mừng lắm, lúc đó mới vỡ òa vì đã trao lại hũ cho cốt cuối cùng, cũng là cả một hành trình. Việt Hương bật khóc, nói không thành lời trong tang lễ khi kể về Phi Nhung. Nhớ về những ngày tháng lúc người bạn thân thiết còn sống, Việt Hương không giấu được xúc động. Phi Nhung nói trước khi đi về Mỹ hôm 28 tháng 8 là sau đó đáng lý Hương cũng về mà Hương từ chối. Tôi đi về xong quay lại tôi sợ mình ngắt quãng cái thời gian làm từ thiện. Xong Phi Nhung nói tôi sẽ ở lại với bà mà Phi Nhung ở lại đó luôn. Hương vẫn đem Phi Nhung qua đây được mà không có đem toàn diện Phi Nhung. Đáng lý Hương đi cái sau đó thì hai đứa đi về rồi. Hương xin lỗi quý vị vì không kiềm được cảm xúc. Sau khi gửi lời cảm ơn đến các nghệ sĩ, Việt Hương tiếp tục chia sẻ. Ngày 7 tháng 9 là ngày Phi Nhung đặt máy thì ngày 6 tháng 9 Phi Nhung tỉnh. Phi Nhung có viết vào tờ giấy là Phi Nhung muốn ăn một món mà Việt Hương khóc quá trời, đó là khoai lang. Việt Hương cứ nghĩ là Phi Nhung muốn ăn cái gì em đều nấu để đem vô nhưng bác sĩ nói đâu có ăn được đâu, nhưng mà Phi Nhung muốn ăn cái món đó, Phi Nhung muốn ăn khoai lang vào ngày 6 tháng 9. Việt Hương không thể giấu được những giọt nước mắt của mình khi nhắc về người bạn quá cố.
Nữ danh hài cảm ơn các nghệ sĩ và người thân đã lo hậu sự chu toàn cho Phi Nhung. Mạnh Quỳnh nghẹn ngào trong tang lễ của Phi Nhung, có người nói Nhung bỏ Wendy mà đi nuôi người khác. Sai lầm, khán giả đến tận đám tang Phi Nhung đòi tẩy chay Hồ Văn Cường gây tranh cãi, đây là điều nghệ sĩ Hoài Linh đã âm thầm làm trong tang lễ cố ca sĩ Phi Nhung ở Mỹ, một chi tiết gây xúc động mạnh. Hành trình đưa cố nghệ sĩ Phi Nhung về với gia đình, Việt Hương còn cẩn thận sắp xếp chỗ ngồi riêng, bên cạnh mình cho giọng ca Bông Điên Điển. 30 bức ảnh xuất hiện trong tang lễ Phi Nhung tại Mỹ, hé lộ tâm nguyện cuối cùng. Nghe tâm nguyện cuối của Phi Nhung trước khi qua đời, ai nấy đều không khỏi xúc động. Lúc sinh thời, Phi Nhung nổi tiếng là một trong những nghệ sĩ chăm làm từ thiện nhất nhì V-Miss. Sau khi qua đời, những hoạt động thiện nguyện của cô vẫn tiếp tục được duy trì nhờ người thân. Mạnh Quỳnh nghẹn ngào trong tang lễ của Phi Nhung, có người nói Nhung bỏ Wendy mà đi nuôi người khác, sai lầm. Cũng trong tang lễ tại Mỹ diễn ra vào rạng sáng ngày 13 tháng 10 theo giờ Việt Nam, MC đã bất ngờ tiết lộ di nguyện cuối của Phi Nhung trước khi qua đời. Theo đó, cố nghệ sĩ mong muốn xây dựng một trường học dạy Việt ngữ tại Mỹ để các trẻ em có gốc gác Việt Nam vẫn có thể theo học tiếng mẹ đẻ. Tiền phúng điếu trong tang lễ cũng sẽ được trao gửi cho Wendy Phạm để quyên góp vào các công trình từ thiện theo ước nguyện của Phi Nhung. Ngoài ra, lễ tang có sự xuất hiện của 30 bức ảnh Phi Nhung được gắn trên các vòng hoa. Những tấm hình này sẽ được gửi về các khán giả, người thân có mong muốn quyên góp từ thiện để xây dựng trường học, giúp đỡ các mảnh đời khó khăn. Những bức ảnh của Phi Nhung trong tang lễ sẽ được gửi đến các nhà hảo tâm khi họ quyên góp và mong muốn được đem về làm kỷ niệm. Có tổng cộng 30 bức ảnh được đặt trong tang lễ. Số tiền phúng điếu trong tang lễ cũng sẽ được quyên góp làm từ thiện. Con gái Phi Nhung thất thần ôm cho cốt mẹ, xót xa cảnh cháu trai buồn bã chịu tang bà ngoại, đây là điều nghệ sĩ Hoài Linh đã âm thầm làm trong tang lễ cố ca sĩ Phi Nhung ở Mỹ, một chi tiết gây xúc động mạnh. Tang lễ cố ca sĩ Phi Nhung ở Mỹ, Việt Hương khóc nức nở trong vòng tay Wendy Phạm, vợ cố nghệ sĩ Chí Tài cùng nhiều sao Việt khóc nghẹn tiễn đưa. Lúc sinh thời, Phi Nhung là nghệ sĩ V-Biz rất chăm làm từ thiện.